Dạ rồi, cho chú Tiểu Hoa Viên 798 xin chào cả nhà đang xem trên kênh. Thì chiều nay là ngày 20 mấy ta? 24 tháng 1 2024 luôn. Cho em xin chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ hay dạ. Thì hôm nay cả nhà ơi, thì hôm nay ở phía trước có chân bông cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà chưa có hoàn thiện, khi mà hoàn thiện thì em sẽ cập nhật và quay cho cả nhà xem nha. Thì đặc biệt cũng như mọi khi thì em sẽ cập nhật ở mộ của Nam Vũ Linh cho cả nhà vào buổi chiều hàng ngày để cho cả nhà ở xa trong và ngoài nước được biết như thế nào luôn hả dạ. Thì cũng cả nhà cứ comment ở dưới thì cho chú Tiểu Hoa Viên 798 thì em sẽ sắp xếp, đặc biệt là sắp xếp phát trực tiếp cho cả nhà được niệm và thắp hương trực tiếp hàng đêm. Dạ, để cho cả nhà niệm và thắp hương trực tiếp hàng đêm và lúc 18 giờ 30 trở lên hoặc tới 19 giờ gì đó. Thì em sẽ có thời gian, sắp xếp có thời gian thì em sẽ phát cho cả nhà nha. Thì cả nhà nào ai muốn gửi chú Tiểu Hoa Viên thắp hương đó, thì cứ comment ở dưới mỗi video mới nhất cho chú Tiểu Hoa Viên nha. Em cảm ơn cả nhà đã like và chia sẻ cho em rất là nhiều. Và thì đây cũng là kênh chính của em, một kênh duy nhất thôi, ngoài ra không có kênh nào hết, tức là chú Tiểu Hoa Viên 798 dạ. Đó thì hôm nay buổi chiều em sẽ quay một vòng cho cả nhà xong rồi mời cả nhà theo chú Tiểu Hoa Viên vào mộ của Nam Vũ Linh để thắp nén hương buổi chiều cho cả nhà để gửi cho em nha. Rồi, cái nhà vô dạ. Cả nhà cứ yên tâm, khi mà có thời gian thì em sẽ quay cập nhật cho cả nhà. Nói chung là đây tới Tết thì em ở trong đây 24 trên 24 nên cũng rất là tiện. Nên cả nhà cứ yên tâm nha. Tết này nọ cũng trực hết. Nói chung là Tết lễ Tết Tây gì không có ngày nào nghỉ hết, đều trực đều hết dạ. Đó, nên cả nhà cứ yên tâm. Nhớ nhấn like và chia sẻ cho chị Tự Hoa Viên nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều dạ. Đó, là một buổi chiều khi không còn ai rồi ạ. Đây. Rồi trước tiên vô thì em sẽ thắp hương giùm cho cả nhà. Xong thì em sẽ quay một vòng xung quanh mộ của Nam Vũ Linh cho cả nhà cùng xem nha. Đó. Em sẽ hôm nay thì em sẽ quay từng góc cho cả nhà luôn. Đó. Góc cạnh như thế nào như thế nào. Lại có nhiều anh chị nói trời bị mẻ này nọ nên em cũng không gõ nữa. Hôm nay thì em sẽ quay cùng mọi người xem với chú Tiểu Hoa Viên luôn ha. Những chú rồng thì trang trí Tết. Rồi trước tiên sẽ thắp hương cho cả nhà trước nè, để tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian thắp hương trước. Rồi sẽ quay cập nhật cho cả nhà sau nè. Ok chưa cả nhà ơi? Đó. Cả nhà để em xíu nha. Cái dù bữa nay bị hạ hơi bị thấp vậy, hạ thấp quá mà như vậy cũng được để tránh mưa vậy. Hạ thấp như vậy để tránh mưa cũng rất là ok vậy. Rồi em sẽ quay một vòng cho cả nhà nha. Đặt cái bà la cam chạy bằng cơm trước đi, bay cao chạy bằng cơm. Rồi đây cả nhà. Ôi sao? Tại vì trời bây giờ nó sụp tối rồi, đèn cũng lên rồi nè, nên em sẽ chỉnh cái độ sáng nó sáng lên chút xíu cho cả nhà dễ xem nha. Đó, cái dù hạ hơi thấp, thấp như vậy lỡ có mưa, mà tháng này cũng không có mưa đâu, có mưa thì nó cũng không ướt đồ này nọ. Cả nhà chạy bằng bala cam. Đây là chú rồng.
quên hết rồi. Rồi để chuyển xuống dưới quay tay lại được. Quay nó sao mà nó lắc chết ta. Ok. Rồi bông mai thì bữa nay nó cũng tàn hết rồi cả nhà. À. Bông mai tàn hết trơn rồi. Rồi, sẵn đây em sẽ quay một vòng tới khu 1 khu 5 nha. Thôi cả nhà thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà cái này luôn. Đó, để có nhiều anh chị cũng như nói chung là hiểu lầm về cái phần này. Thì đợt trước có cái phần vết nứt này nè. Em sẽ phóng sáng lên miếng, tại giờ trời tối rồi, sáng lên miếng mình thấy. Nói ha. Nè, cái phần vết nứt này cả nhà thấy không? Vết nứt này hồi trước á thì sự cố nứt thì em không biết làm sao, không rõ làm sao. Đó giờ. Khi mà em quay gần miếng nè, dạ, mình gần cam dơm vô mình nó thấy thôi, chứ bình thường mình nhìn là không gõ, không thấy được đâu vậy. Đó. Là sau này là đã chám lại rồi vậy, một nứt, không phải là nứt mà là mẻ vậy, nên phải nói cái vụ đó rõ ràng, nứt là nguyên miếng gạch mà nứt vậy nè, còn mẻ là mẻ một miếng hết vậy. Đó. Đây là bằng đá khối nguyên khối vậy. Đó. Nói cái từ nứt thì rất là khó, dạ, trường hợp đó, nói chung là rất là hiếm luôn. Không có cái trường hợp đó đâu, hiếm lắm. Đó. Còn mà từ mẻ thì có thể có thôi dạ. Đó. Đây là tất cả toàn bộ là nguyên khối hết dạ. Đó. Nhà ha. Còn là nguyên khối đó, nguyên khối hết. Đó. Từ trên xuống dưới. Đó. Đó. Quay sát cho cả nhà xem nè. Từ khi là gốc, những cái gốc cạnh nó yếu, nó thì có thể trường hợp mẻ thôi. Đó. Nói chung là ok hết vậy, không gì. Ủa sao đây bị bể rồi? Chắc con gì nó quất hay gì sao? Đó. Đây là góc kế bên cô Thanh Dương Quầy nè. Dạ đây. Đó. Đó. Đây là toàn đá nguyên khối không mấy giờ cả nha. Ok chưa? Còn tất cả đều nguyên khối hết. Cái dù đó. Trời giờ sập tối nên em chỉnh cái độ sáng nó sáng hơn đó trời. Nên mình nhìn thấy nó hơi mờ ảo ảo một xíu. Đó cả nhà. Đèn giờ nó cũng lên nè. Lên đèn à. Đó tất cả. Trời sập tối rồi, những cái đèn năng lượng nó cũng sáng lên rồi vậy. Đây những bông chân tết này nha. Chân tết phía sau nè. Trời sập tối nên đèn năng lượng cũng đã lên rồi. Đây là kế bên mộ cô Thanh Dương Quầy nè. Buổi chiều cho chú Tiểu Hoa viên 798 xin chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ hả dạ. Cả nhà chiều nay thấy cảnh đẹp quá. Thấy cả nhà. Bông hoa rồi. Những khu mộ. Đó, những chú rồng này được trang trí cho ngày Tết. Khá là đẹp luôn. Cái này nhìn đèn nha.
Hôm nay cái đèn nó, dàn đèn bên đây nó cũng bị lỗi chút xíu à, nên cũng chưa có bắt được luôn vậy. Tối nay like cho cả nhà chắc nó hơi bị tối vậy. Dạ, đây cả nhà. Đó, mình xem thì sẽ rõ hơn nè. Đúng rồi đó. Trời ơi, xem được hai chú gồng luôn. Đó, rất là rõ luôn. Rồi, bây giờ video cũng dài rồi. Cho em xin chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ hả dạ. Chúc cả nhà có ai ăn cơm chưa dạ. Rồi, em kết thúc video. Cho em xin phép kết thúc video và chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều dạ. Nhớ nhấn like và chia sẻ cho chú Tiểu Hao Viên nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà dạ.